Trước khi lực lượng chức năng đến giải cứu, người tài xế xe tải này bị ngất lịm, mắc kẹt bên trong cabin xe sau tai nạn giao thông. Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 8 năm 2021, một nam tài xế 23 tuổi ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe tải biển số 29C76584 di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ phường Mai Dịch đi cầu Thăng Long đã xảy ra va chạm với xe tải phía trước cùng chiều. Cú tông mạnh khiến phần cabin của xe tải biển số 29C76584 biến dạng. Người tài xế 23 tuổi bị thương, ngất lịm, mắc kẹt bên trong. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã cắt tháo dỡ cabin xe tải, đưa tài xế ra ngoài đi cấp cứu. Theo lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm, người tài xế trẻ bị chấn thương chân phải, tay trái. Tài xế này có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Công an quận Bắc Từ Liêm đang tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.